mẫu tên phản bội cho dù bây giờ anh giải thích như thế nào tôi cũng không có tin anh tôi không phải kêu cô tin tôi tôi biết những gì cô từng trải nên chắc chắn sẽ không tin tôi nữa cho dù cô không thể tin tôi những gì mà tôi đã nói cô hãy nghiêm túc nghe tôi một lần chỉ một lần thôi bây giờ Mục tiêu của tôi là nước tương Hoàng Tôn và sở tình Mậu. Còn những chuyện Tôi biết Nhưng nếu cô muốn lật đổ chủ tịch sở Sẽ không ai thích hợp hơn tôi Chủ tịch sở sẽ rất hoảng loạn Đây chính là tình trạng biến động trang nợ nần Tình trạng tài chính của tập đoàn SS Trong suốt một năm vừa qua Việc duy nhất mà tôi muốn là chiếm đoạt tập đoàn này để lật đổ được chủ tịch sở cô có năng lực mà tôi không có bởi vì khả năng tôi nghĩ đó cũng là thực lực mạnh nhất để đảm đương vị trí người dẫn dắt gia tộc của nước tương hoàng tôn nhưng cái thứ duy nhất mà ông ấy không dùng tới đó chính là thực lực của mình vì muốn diệt trừ cái gai trong mắt là nước tương hoàng tôn chủ tịch sở đã sử xử... đó chính là tổ tf hãy ăn miếng trả miếng đi nếu muốn làm được như vậy thì nhất chỉ cần có mồi nhữ và mồi nhữ cho chủ tịch sở là gì đây tôi nghĩ chủ tịch sở là một người có tiền và có địa vị chính là thực lực của trang ân sinh cô với thực lực của cô chắc chắn có thể lật đổ được chủ tịch sở cô và tôi hãy liên thủ với toàn bộ quá trình sau này cũng trở thành đối tác toàn diện. Tôi và cô nếu tương trợ lẫn nhau thì chắc chắn có thể lật đổ được tập đoàn SS. Muốn trả thù sở tình mẫu là cái gì? Anh không phải là người của sở tình mẫu sao? Nói dối tôi đến hai lần. Lần thứ nhất có liên quan tới sự nghiệp, cũng bởi vì lời nói dối này mà tôi đã bị lợi dụng. Còn lần thứ hai là gì? Em không thể chăm sóc cho con của chúng ta nữa Hàng vui chấn Em giao lại cho anh Nhờ anh lo lắng cho nó Lần thứ hai Chỉ liên quan tới vấn đề cá nhân thôi Đó là chuyện giữa tôi và chủ tịch sở Cũng bởi vì chuyện này Mà tôi đối với chủ tịch sở Quán hận Không có cách nào xóa bỏ được Trang ơn sinh và tôi cũng sẽ lợi dụng cô tôi và cô có chung một mục tiêu cho nên chúng ta hãy tạm thời liên thủ với nhau dạ mời ba dùng trái cây ừ ba nghe nói hôm nay đô hiến cũng về rất trễ bây giờ mới chính thức bắt đầu công việc thôi Nhớ tới lần đầu tiên nó vào làm việc tại công ty. Để sớm một chút. Dạ thưa ba. Cũng đừng có ngồi y trong nhà mà đợi đô hiến về. Hay là con cũng bắt đầu làm... Ý của ba là sao? Ở bên Ý con cũng có học nấu ăn đã được một thời gian rồi còn gì nữa. Nếu có để như vậy sẽ rất đáng tiếc. Mà chỉ ở trong năng lực của con cũng sẽ rất có ích cho công ty. Cũng giống như lúc con đi học thôi, không có bất kỳ sự lo âu nào hết. Hãy tìm một vị trí phù hợp. Dạ thưa ba, cháu gái của nước Tương Hoàng Tôn có truyền thống 400 năm làm việc tại thực phẩm SS. Đối với ba và đồ hiến cũng sẽ có ích Dạ con sẽ bằng lại danh đồ hiến. Con cảm ơn ba rất nhiều. Con gái Là con gái Tình yêu đầu đời của mình Rất là bình thường Và cũng rất là tự nhiên ừ, Xin à Nhưng mà Đã xảy ra quả lớn Hoàn toàn rối tung lên hết Em và anh Mà phải chia tay nhau Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này Đừng, đừng có làm vậy, buông ra Mày dám chơi tao Mày gạt hết tất cả mọi người Lúc ba không có ở đây Chúng ta giống như là chim bồ câu sống rất là thoải mái Nếu bà giờ chúng ta phải nhìn Hơi <laughs> Bây giờ con thiệt không thể sống như vậy được nữa. Hòa công à, con thấy không sao chứ. Ông nội rút lui. Về mà ghén con, khua tay múa chân với con. Ông nội con chừng nào về vậy? Hôm nay hay là ngày mai? Nội nói tới nơi, bây giờ vẫn còn sớm. Gia à... Dạ, chủ tịch đã về. Chủ tịch về rồi, về tới rồi. Chưa gì đã về rồi. À... Cắn ngược lại mình Đối với sở tình mộng mà nói Sẽ là một đả kích sức lớn Hay lắm Từ nay tôi sẽ tận sức Nhưng mà tôi Sẽ không hoàn toàn ý lại anh đâu Công ty do tôi và anh thành lập Sẽ được duy trì với sự giám sát của pháp lý Được rồi Tôi rất quan ngân cô bắt tay. Đợi kế hoạch thành công rồi bắt tay. Ông nội, nội về sớm báo với con một tiếng để con tới rước nội. Bà, bà về bất thình lình như vậy. Chúng ta đã lâu không gặp nhau. Đường về hắn thành lại xa quá, phải để người đi đón bà. Hòa công, Nghiệp như vậy không được sao Bộ tưởng Hòa Công vẫn còn là con nít rồi à? Thời đại thay đổi rồi Bây giờ đã là khoảng trời của Hòa quà... Đốc của nước tương Hoàng Tôn nữa sao <laughs> Con đã nói với chủ tịch sở Tương Hoàng Tôn chưa Con đã có buổi nói chuyện chính thức với ông Nhưng mà Chủ tịch sở và con Đều cho rằng nước tương Hoàng Tôn Vì cần phải giải quyết không có ích Đối với con mình nói cái gì là quan trọng nhất Chứ chị giám đốc đại diện là dùng để trang trí à ss Khi đó mới thật sự quan trọng Ông không tin con nữa Con không có đáng tin Nếu mà con không thể lấy lại tên tội cho nước tương Hoàng Tô Để cho ông ra mặt Ông định là Đích thân tới gặp Anh này chính thức đi mời chủ tịch sở Về vấn đề này thì con đừng có nhúng tay vào nữa. Lấy nước từng hoàng tôn và tập đoàn SA là chuyện lớn. Y như là cuộc quyết chiến của các tuyển thủ quyền anh ở trong trận boxing. Chị tin em gái của mình. Tin là em có thể là... Hàng Du Chấn chỉ là muốn lợi dụng con thôi. Dù là có cùng mục tiêu, có thể tạm thời liên thủ con đã từng bị những người con tin tưởng lường gạt. Cho nên bây giờ, ngoại má và chị hai ra, con không tin ai hết. Trong một năm vừa qua, con vẫn thường tự hỏi bản thân của mình. Tại sao lại không được? Là con gái thì có con trở thành người dẫn dắt gia tộc. Bằng chính thực lực của mình thì có gì là không được. Con không thể chấp nhận. Con muốn lật ngược hết mặt sau. Con nhất định phải làm cho được cuộc đấu tranh của em gái còn còn to lớn hơn cuộc cạnh tranh với hòa công là con gái thì sao sau này chúng ta nhất định phải là gì thân phận con gái của mình mà cố gắng lên con muốn sử dụng không phải thân phận là con trai mà thân phận của người con gái bộ mặt thật sự của mình cho nên chuyện liên thủ với hàng du chấn ân xin à má hoàn toàn tin tưởng con dù con làm gì má sẽ ủng hộ con hết mình chị của em gái nghĩ gì hay làm gì, chị nhất định cũng là đứng về phía em, vô điều kiện. Trước hết, tôi sống là thân phận con trai, nhưng từ nay tôi muốn đổi lại số căn cước, giấy thân khôi phục lại bản thân của tôi. Đây là văn bản giám định giới tính. Tên họ của cô... Tên họ lúc tôi với thân phận là con trai. hiện tại trang Ngân sinh đang tiến hành quý bỏ thân phận là cư dân mà Ủa? Ủa? trang Ngân sinh của nước tương hoàng tôn Phải. tôi muốn khôi phục lại thân phận con gái đây là văn bản xác định đổi tên do tòa án ban hành tôi muốn tên thật của tôi là trang hà na <laughs> nên muốn can thiệp vô chuyện của công ty không tin hòa công nữa Úi, thiệt là cái ông già lú lẫn này vẫn chưa làm rõ tình hình tổng giám đốc trang Phụ dụng trước đây bây giờ chẳng là cái gì hết chỉ là một ông già bị người khác giành lấy công ty con cũng thấy vô không lẽ chúng ta phải luôn nhìn sắc mặt của ổng để mà sống hết những ngày còn lại hay sao nếu bà bị bệnh thì con chính là người phục vụ cho ổng à Ông ấy đâu có phải là ba chồng thật sự của con. Trong sổ gia đình cũng không á. hê hey, đương nhiên rồi. Tại sao con phải phục vụ cho cái lão già đó? Hơi thiệt là. Ban đầu, lợi lợi vào cửa nhà họ và hòa công chúng ta có thể trở thành giám đốc đại diện. Họ có lỗi một chút nhưng mà lợi dụng được cái gì thì lợi dụng. Dù gì, chúng ta đã dắt sạch sẽ lợi lộc trên người của ông ấy rồi. Bây giờ chúng ta bái bãi giọng thôi <laughs> Đã không giúp là đúng rồi Bái bài, bái bài đây Ờ, nhưng mà, bái bài sao? Để Hòa Công kết hôn với con gái có một gia đình giàu Rồi chúng ta sẽ Nếu ngay cả Hòa Công cũng kết hôn với gia đình giàu có Thân phận của chúng ta hoàn toàn được gọt vũa sạch sẽ rồi Sau đó, Sao vậy? Bản thiết kế bị hư rồi hả? Bất à, sao vậy nè? Người ta nói nhà nghệ thuật vì tác phẩm của mình mà cố ý rơi vào bẫy tịnh. Bị với anh ân sinh. Linh cảm nghệ thuật của em không còn giống như trước. Dễ làm sao cũng không có vừa ý. Không có gì thất vọng. Lâu nay em... Bản thiết kế đó em vẽ trong lúc em yêu thầm anh ân sinh. Mấy bản bây giờ em nghĩ như thế nào cũng không ra nghĩ hòa gặp gì với nhau cái gì phải nghĩ ra cách gì đó để có thể lấy lại cảm hứng nghệ thuật thì mới được sự lựa chọn không thể chối bỏ những tập đoàn lớn vì muốn khuyết trương sức ảnh hưởng của mình đã dùng rất nhiều biện pháp khác nhau ví dụ như là lựa chọn sản công ty cấp dưới của trong các tập đoàn lớn thường sẽ giao cho các công ty vừa nhỏ để tiêu thụ ba tháng sau công ty thực phẩm ss vừa và nhỏ sẽ quyết định công ty lợi dụng hệ thống cấp dưới nước tương gió ân sinh chế tạo để giao dịch với bên SS. Thời hạn là 3 tháng. Cô có thể làm ra loại nước tương của mình không? Tôi làm được. 3 tháng cũng đủ lắm rồi. Cô có bí quyết chế tạo nước tương. Chúng ta chọn sẵn một công ty thực phẩm truyền thống nhỏ rồi sau đó xác nhập với họ. Quản lý ăn, cô có một lục không? Dạ, giám đốc. Bà chủ à, tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi không ngờ là bà có thể cho tôi một công việc để làm trước Bởi vì tôi con mà cô chịu ảnh hưởng quá nhiều Bây giờ chúng tôi mới xuất hiện Nhưng mà cô lại không hề quán hận chúng tôi Chúng tôi rất là Việc nhanh gọn lẹ mà lại tốt lắm Nếu như cô thật sự có thể trở về giúp cho tôi thì tốt quá rồi Có rất nhiều người có cùng ít Gia đình tôi quyết tâm sẽ làm lại từ đầu Từ nay chúng tôi sẽ càng cố gắng hơn Nhưng mà Hiện nay còn nhiều người rắp tốt công ty nhận tiền của người quỷ thác và cả nhà của Trang Hòa Công nữa. Có thể là họ sẽ kiếm tới tận đây. Cô thấy không sao chứ? Chúng tôi đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa. Những gì nên trải qua cũng trải qua hết rồi. Bây giờ là lúc phải bắt đầu cuộc sống vượt qua hết mọi chuyện. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải đối mặt. Cô nghĩ là như vậy đó. Vậy à? <laughs> ông nội cậu muốn SS xét trả lại bản hiệu nước tương hoàng tôn à? sẽ đích thân ra mặt. tôi thấy cần phải báo trước với ông một tiếng, cho nên mới tới gặp ông. cậu phải biết cản trở mấy việc như vậy chứ? để báo trước cho tôi biết, mà là cậu phải biết cách quản lý ông nội của mình. Dạ chủ tịch. vì để lâu nước tương đầu tiên của nhạn vào chống ra bắt đi. nếu làm vậy thì tất cả mọi người cũng đều biết nhãn hiệu nước tương hoàng tôn đã biến mất lúc hãy mau đẩy sản phẩm mới ra ngoài thị trường dạ có chuyện gì giám đốc hết bị nội chất vấn thì bị chủ tịch sở khiển trách vậy chủ tịch sở đã nói những gì ngay cả ông cũng muốn tạo áp lực cho tôi ông mau ngăn cản ông nội nhìn chằm chằm vào tôi tôi là một tấm bia đỡ đạn hay sao Trước khi công ty mới được thành lập của tôi và ân sinh, không được để cho Trang Hòa Công và Chủ tịch Sở phát giác ra được hành động của chúng ta, đồng thời phát tán tin tức giả ra bên ngoài. Như cái nhà ân sinh vẫn còn đang sống ẩn dật trên đảo. Hãy bắt đầu làm việc đi. Dạ, giám đốc. Đã tìm được Trang ân sinh chưa? Cũng tại con nhỏ này đầu tiên Bây giờ nó đang ở đâu? Theo kỷ lục người khiếm khuyết của Trang Hà Minh, cho thấy hiện tại cổ đang sống trên một hòn đảo, gọi là đảo ai tới lui. Chạy trốn tới một hòn đảo? Tôi sẽ phái người tới đó điều tra. Không cần gì. Trang Ân Sinh sẽ không có cơ hội để ngốc đầu vậy. Không cần thiết phải tìm. Dù gì tôi cũng có cách để giải quyết. Phó Chủ tịch, lúc nãy anh mới vừa nói gì tôi thật sự không hiểu nhất định phải tìm được ân xin sao đột nhiên vậy có vấn đề gì những chuyện đã xảy ra với ân xin vào một năm trước tôi đã biết hết gì ở hàn quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện liên quan tới ân xin hình như mọi người thông đồng với nhau thậm chí ngay cả anh cũng vậy bởi vì tôi thấy việc đó không có giúp ích được gì cho anh hết Giống tôi coi đó là nhưng mà không biết tại sao anh lại đã kết hôn. Còn bay ra nước ngoài nữa. Cho nên rất khó để nói. Dù sao hiện tại tôi đã biết hết tất cả, nên tôi cũng biết ông xin bây giờ có an toàn hay không. Mau chọn vài người đáng tin cho tôi. Bất kể là dùng cách gì. Cô Trang Hana, đây là thẻ căn cước mới với thân phận là nữ của cô. Trang Hana, cũng trở về làm trang hà na rồi <laughs> rốt cuộc con đã quay về cô đã phải cực khổ nhiều từ nay con sẽ lấy thân phận là trang hà na bắt đầu lại mọi chuyện trang hà na như vậy là cô chính thức trở về với thân phận phụ nước sốt do tôi chế tạo và tất cả những nghiệp vụ trên sự nghiệp cũng đều bắt đầu với tên Trang Hà à. Chuyện này hãy giao cho tổ pháp lý. Dạ, thưa giám đốc. Không chỉ là tên tuổi, tôi còn muốn trở thành một phụ nữ thật sự. Một người phụ nữ dụng về. Lúc mà tôi giả trai, thì lúc đó tôi lại làm nữ. Chỉ là một người rất dụng về. Thời gian tôi làm đàn ông quá dài, bây giờ trở về với thân phận là một phụ nữ, sẽ là một phụ nữ rất dụng về. Bây giờ có rất nhiều người đang hoài nghi, không biết tôi là nam hay nữ. Tôi không muốn làm Trang ân sinh, mà là Trang Hà Na. Phụ nữ Trang Hà Na. Phần chuyện này, tôi nghĩ là tôi có thể giúp đỡ cho cô được nhiều. đây là nơi đào tạo những người mẫu xuất sắc nhất cho quốc gia còn đây là người hướng dẫn lý tự hiền trước đây là người mẫu có tiếng lắm hân hạnh được gặp cô cô rất có tiếng gặp được cô đúng là vinh ảnh của tôi ảnh thì cô hay khác đó nhìn vào có vẻ hơi ưng ảnh một chút hết hai mươi mấy năm thật là một chuyện không thể nào dễ dàng được đâu đây là vấn đề về thói quen những gì mà tôi có thể nhận xét về cô Kiểu tóc, tay chân, toàn bộ Tất cả đều không xứng Có hai loại phương pháp cô phải lựa chọn ra một loại Trong một cuộc sống của người đàn ông Cho nên thói quen sẽ tích tủy lại Trong một khoảng thời gian dài Thì cô cứ từ từ Để mà làm quen dần với cuộc sống của mình Thứ hai là gì? Loại thứ hai chính là Ép buộc bản thân của mình thay đổi thân phận Nghĩa là miễn cưỡng thân phận khác Vậy thì dùng phương pháp thứ hai đi. Tôi không muốn chờ đợi nữa. Được thôi. Vậy chúng ta lập tức bắt đầu. Sau này ít nhất là một tháng cho dù là rất miễn cưỡng nhưng cũng phải học cách để tóc dài và mặc bị lúc ra đường bắt buộc phải mang dài câu gót đây là một hình thức ám chỉ cho bản thân mình cô phải uống nắng lại tư thế của mình dài cánh tay và gót chân đều phải dựa sát vào tường rất tốt đây chính là tư thế cơ bản khi đứng hiện tại tôi sẽ quấn người nên tạo với mặt đất một góc 15 độ rồi đi theo một đường thẳng. Tốt. Thẳng đầu gối lên một chút. Đúng như Lần này, thì cô hãy tập đi trên đôi giày cao gót. Sau khi mang dài cô sẽ cảm thấy rất là khó cân bằng. Cô hãy để sách trên đầu mình mà đi. Mang dài cao gót, để sách trên đầu mình. Rồi đi trên cầu cân. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài test. Đi trên cầu thăng bằng có độ cao 10 phân. Rất tốt. Đầu gối thẳng một chút. Làm rất tốt. Dành hơn một chút. Không sao chứ Được Sao chừng em gái con lại như vậy Bị trầy hết rồi Không sao đâu à, Chị à Không bị Làm con gái Phải mang dạy câu gót mệt mỏi Còn phải mang hoài nữa <laughs> ừ. Má sẽ dán bằng góp thêm vài lần Da của con sẽ trở nên dài hơn sẽ không bị trầy nữa Vậy yeah. hả? Ờ, em sao? Chân của em bị trầy hết rồi đó Ừ, có gì đâu mà không cười Bởi vì em thấy mình thay đổi từ từ Thấy kỳ lạ chứ Chị cũng nhận thấy như vậy Khuôn mặt đó rất là tốt Vì những người thay đổi mà cố gắng là gương mặt tốt Vậy con đi tắm nha đang rất là cố gắng. Giống như là muốn quyết một trận sống chết với người đời vậy đó. Đúng là nó đang hết sức cố gắng, người dẫn dắt gia tộc. Khi không phải là con trai nữa thì không có ai muốn thừa nhận nó. Vì tập đoàn Hoàng Tôn, nó đã cố gắng hết sức, vội công. Không phải là quan uổng hay sao? Em con đương nhiên là bị quan. Nếu em con có thể lấy nước tương Hoàng Tôn về, lúc đó người ta sẽ nhìn nhận em của con chứ. Truyền thống 400 năm của gia tộc, là trở ngại lớn nhất mà hà na phải vượt qua cho bằng được con gái không được thành kiến này thật ra đã lỗi thời chính là chướng ngại mà hà na phải vượt qua hôm nay chúng ta hãy xem lại kết quả cuối cùng về sự thay đổi của cô Trang hà na có thể sẽ có điều gì đó khiến cho chúng ta có thể làm được chưa sao bây giờ có một chút trục trặc vừa mới xảy ra rồi Công ty trang quản lý của họ vừa mới gọi điện tới cho tôi. Công ty đó chính là lựa chọn đầu tiên của tập đoàn SS. Trang Hoàng Công cũng sẽ tới. Nên đi chỗ khác. Sẽ không tiện cho giám đốc Trang Hà Na. Không đâu, không cần thiết phải làm như vậy. Không cần phải tránh né Trang Hoàng Công, không cần. Là bước cuối cùng của... của Trang Hà Na. Trong khoảng thời gian một năm qua Cô đã suy nghĩ rất nhiều có đúng không Sau khi trạng một phụ nữ như thế nào Có phải cô đã nghĩ gì vấn đề này không Tôi muốn Nữ độc ác Thật độc ác Sẽ không để bất kỳ ai Gạt được tôi nữa đang ở đâu hiện tại sống thế nào và lấy thân phận gì để mà sinh sống dạ xin chào cô theo tôi qua đây <laughs> má chưa bao giờ nhìn thấy qua gương mặt của hà na lúc nó trang điểm <laughs> nhìn gương mặt trang điểm của em tim cũng đập thịnh thịt như đánh trống vậy đó mời giám đốc trang hà na hãy bước ra Hà nà. Rốt cuộc em của con cũng tìm được gương mặt thật của mình rồi về sự biến hình sau hai mươi mấy năm trời Mà cô bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Ngay cả tôi cũng bị cảm động Cô trai cô có một sự khởi đầu mới